Vâng, thưa tất cả quý vị, tháng 1 năm 2021, Yamaha Moto đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để ra mắt ông vua đường phố tiểu YZF R1, chiếc Exciter 155 VVA hoàn toàn mới. Điều này có được dựa vào lịch sử lâu dài của mẫu xe Exciter tại Việt Nam, với hơn 15 năm đồng hành cùng các tay lái đam mê tốc độ, tạo nên một cộng đồng Y-Rider lớn mạnh nhất với hàng trăm câu lạc bộ và hàng trăm ngàn thành viên. Ngày hôm nay, Yamaha sẽ mang đến cho quý vị những Exciter fan tại Việt Nam 6 phiên bản màu giới hạn mới. Đây là những màu sắc hết sức độc đáo và duy nhất. Với concept của các kỹ sư thiết kế của Yamaha, Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố, xin mời tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng. Được khơi gợi cảm hứng từ nghệ thuật đường phố của giới trẻ hiện đại, không chỉ đam mê sức mạnh, đam mê tốc độ, niềm cảm hứng nghệ thuật và yêu thích sự độc đáo thể hiện cái tôi chất riêng luôn chảy trong huyết quản của các Exciter fan. Yamaha tin rằng cũng như nghệ thuật đường phố, những người trẻ tuổi họ có cách thể hiện rất riêng của mình. Không hề có bất kỳ giới hạn nào có thể gò ép được sức sáng tạo của họ. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đường phố, về nghe hay nhìn, đều mang những tính chất rất riêng, như những hình ảnh của các bạn trẻ đều rất độc đáo và không hề trùng lặp. Thưa tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chào đón những chiếc Exciter màu mới phiên bản giới hạn, đậm chất nghệ thuật đương đại, không chỉ là The King of Street, ông vua đường phố, mà còn là những Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Xin mời tất cả quý vị. Exciter, Master Art of Street lấy nguồn cảm hứng từ nghệ thuật đường phố, từ những điều tưởng chừng rất quen thuộc gần gũi với các tay lái trẻ tuổi nhưng lại là dấu gạch nối liên kết, những cái tôi đầy ngẫu hứng hay là những bản thể độc đáo của mỗi người trẻ. Với những nguyên liệu đó, chúng tôi đã gọi tên 4 tuyên ngôn mà có lẽ vốn dĩ luôn tồn tại trong những tháng ngày thanh xuân rực rỡ của rất nhiều tay lái trẻ. Những tuyên ngôn được vẽ ra bởi những gam màu nổi bật nhưng gần gũi cũng chính là cuộc sống của chúng ta. Thưa tất cả quý vị, 4 màu sắc giới hạn đầu tiên được hình thành từ 4 định hướng thiết kế. Born to Ride, niềm đam mê của tuổi trẻ khi bạn sinh ra là để lái, để chinh phục. Ride as the King, niềm tự hào mãnh liệt khi bạn làm chủ ông vua đường phố. Rule the Road, niềm khát khao chinh phục những cung đường. Và Above Me Only Sky là sự tự do, thỏa chí tung hoành. Phía trước của chúng ta chỉ là bầu trời. Và ngày hôm nay, tại đây, chúng ta sẽ không chỉ chứng kiến sự ra mắt của 4 màu sắc giới hạn tuyệt vời của Yamaha Exciter 155 VVA. Hơn thế nữa, thưa tất cả các quý vị, hãy chào mừng 2 phiên bản giới hạn đặc biệt của chúng ta. Monster Energy MotoGP, chiếc xe có nguồn cảm hứng từ siêu mô tô của đội đua Yamaha Factory Racing MotoGP YZR M1 2021. Và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm MotoGP của Yamaha.
Chúng tôi hy vọng các tay lái sẽ có những trải nghiệm thật sự khác biệt và độc nhất khi lái Exciter phiên bản giới hạn và khoác lên mình những bộ phụ kiện có 102 này. Ngoài ra, để phục vụ các nhu cầu nâng cấp công năng và vẻ ngoài của các tín đồ Exciter 155 VVA, Yamamoto Việt Nam giới thiệu các phụ kiện chính hãng như sau: nắp thăm dầu, móc treo đồ, gù tay lái, tay côn, nắp bình dầu, và tiếp tục phân phối các phụ kiện đã ra mắt trong năm 2020 sẽ Exciter 155 và Exciter 150. Ví dụ như ốp mão, cụm giá để hàng, ốp mặt nạ trước, bộ chắn bùn sau, ốp bô, thanh giữ tay phanh, tay côn, chốt dầu. Bên cạnh đó, liên quan đến chủ đề chủ đạo là Exciter Master Art of Street, Yamamoto Việt Nam sẽ triển khai rất nhiều những hoạt động dành cho các khách hàng trẻ thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình, như cuộc thi dành cho tất cả các nghệ sĩ, họa sĩ trẻ tại Việt Nam thỏa sức sáng tạo theo các concept Master Art of Street, lấy ý tưởng từ bốn tuyên ngôn của bốn màu xe: Born to Ride, Ride as the King, Rule the Roads, Above Me Only Sky. Các nghệ sĩ có thể thỏa sức sáng tạo trên bất kỳ chất liệu nào: giấy, canvas, tranh tường, vải để thể hiện cái tôi của bản thân. Ngoài ra, để tạo ra các bức tường Exciter Master Art of Street lớn trên cả nước với mong muốn có thể trở thành những điểm đến check-in thú vị cho các bạn trẻ, ra mắt MV ca nhạc lấy chất liệu đường phố nghệ thuật. Ngoài ra, với phiên bản Monster Energy Yamamoto GB sẽ có 155 set quà rất đặc biệt từ nhà tài trợ Monster Energy Drink. Chương trình bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Quý khách hàng có thể xem chi tiết, thể lệ và cách thức tham gia tại website của Yamamoto Việt Nam.